con kính chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây của em An Giang nha. Thì hôm nay buổi chiều hai vợ cháu mình đi đặt cái sợi dây nè. Cái sợi dây này nó có một cái một à, nên mình xách thêm mấy cái lò nữa, ba cái lò nữa. Thì cái này đặt thì mình dùng ốc, đây là ốc bu vàng. Đặt ra cái mình bỏ vô, mình làm cái mồi nhữ, mình đặt cá nha. Cái sợi dây bình thường thì nó chạy cá rô, còn cái lò này thì nó chạy cá sặc, cá rô, rồi cua đâu, cá rô phi rồi nó cũng dính được luôn. Đập đập ốc đi con, cái con bỏ vô đó đó, lấy cái cây nó đập đập cho nó dập dập á. Mình đập theo cái một cái một con thôi đúng không? Đặt lò con. Ừ đúng rồi. Mình đặt theo mấy cái đường nước, mấy da cái chín cái tay vào đây luôn. Cặp con cơm. Cái mấy chỗ nào lý tưởng mình để lên. Cái này cũng mình cũng đặt ốc luôn à. Ừ, cái sợi dây đó cũng đặt ốc luôn. Cái đây là cái hôm này biết không? Đây là cái hôm đưa đưa sợi dây đó. Cái này là cái hôm này nghe nhà cá nó sẽ vô đây nè. Còn mình lấy cá thì bên đây. Giỏi cái này à. Thì mấy cái đó nó sẽ dựng lên. Ô chỗ đó, ế cỏ này im quá nè. Vô đang cái lò được nè. Cái này có trứng ốc nè. Trứng ốc bu vàng. Này nãy mình quên đem theo cọng dây ha. Cái dây bẻ, dây bẻ cái lò cho đó. Rồi con bỏ vô. Không con một được không? Được. Nó nhỏ quá. Chừa cái này lên chút xíu cái miệng gì nè. Nhỏ quên đem với cái ế theo. Phải dùng cái này mình buộc lại. Trên xuồng mình có cọng dây không? Dạ không. Cọng dây nãy ở đâu rồi? Hồi nãy cọng dây chì. Nãy đi mà quên lấy ba cái dây lên mẹ theo. Giờ phải lấy dây làm buộc rồi để nó trôi cái lò của mình đi á. Cái này được không ta? Ừ, cái này chắc chắc. Dây này dây gì ta? Dây leo. Cái này dây leo, không biết dây leo gì đây nè. Dây rau muống quá. Không phải rau muống. Này cái dây gì mình không phải quên nè. Cái dây này lại đang giữ cái lò để nước nó. Cây sậy cắm. Cây sậy hả? Ừ lấy cây sậy cắm được á. Ừ đúng rồi. Con bẻ cây sậy đi. Vô chì luôn là an toàn, khỏi sợ nó trôi. Để thêm vài cây nữa đi coi. Dạ. Mình cắm mấy cây khác nữa. Mai mốt đi đem theo cây tràm cũng được. Còn bỏ sát gốc, để sát gốc có tấm cặm nó chắc. Bẻ hết mấy cái cây đây là mình còn cắm mấy cái kia nữa. Chị chỉ mình là đặt lò cá sặc á, là mình vớt cái bọt cá sặc á, bắt cái bọt gì ở dưới nước đó, bỏ vô cái lò nè, thì cá sặc nó sẽ vô nó ăn cái bọt đó đó, nó sẽ dính nè. Mà ở đây thì nó không có cái bọt đó, nên mình đặt ở ngoài sông lớn. Được hết chưa Giang? Được 3 cây. Rồi, đẩy cái này lại đi. Cho nó lú cái này lên. Nhà cộng rau dừa nè. Rau dừa này không phải ăn nha. Rau dừa này là cái loại nó. Xu ngồi im cho mẹ nè. Con bắt ốc. Bắt được cả ốc nè. Còn có, được bên lúc. Nhúc. Nhúc. Ơi. Ok, xong.
về đặt ở bên cái bụi cỏ bên đây lục bình cũng nhiều. Thì mình đặt ở trên chỗ cỏ này nha cả nhà. Nước thì nó vừa vừa thôi, không cần nhiều quá. Thì dây này mình thì chỉ dựng thôi được à. Mình giả cỏ này xuống nè. Đưa cái hộp ra. Rồi mình dựng này cái mình đẩy lên là được à. Cá nó sẽ vô cái hộp. Hai quả ốc, bắt được hai quả ốc bự. Xuống vô nước ta tắm không? Còn cái lợn hả? Cái lợn nó đặt nặng nặng nè. Nó đi luôn đi. Ngồi xuống con. Papa, con đang chém cỏ ốc. Trời, em mua chuẩn bị chém mưa rồi cái gì? Thèm mưa dữ lắm rồi nè. Nãy là không tìm được có ốc nào hết trơn á. Hai ông ốc à. Cảnh này cũng đẹp nữa nè. Chỗ này lý tưởng. Không tìm được có ốc nào hết trơn. Thật cái lò của mình nè. Mẹ đưa đi đâu rồi? Ở dùm đây quẩy nè trời. Đem xô đi bán luôn. Đứa lọt á. Đứa lọt. Mẹ đi quay đi nữa đúng không? Xuân ngồi im đi, nói nhiều quá. Quá nhồi. Cây sậy nãy hết hả con? Còn cây, để con bẻ thêm cây hay cây nữa. Mà để tấm bẻ luôn cho. Cho con, mẹ ơi, cho con đếp con ốc đó ơi. Ốc nào? Con ốc kìa. Mấy tát con hay con ốc rộng. Con ốc nào đó đưa nó đi à? Còn dạ. Con nào đâu? Kìa, mẹ nóng như nhốt rồi kìa. Té. Đi lấy con ốc nữa. Ở đằng đó đi con à. Ở đây té. Miễn không kìa. Ê. Đập. Sao con đập xong con không bỏ miễn đi? Để con đập nó văng á. Lấm miễn dục ra ngoài đi con. Rồi. Rồi, giờ mình về cả nhà ơi. Về nhà mai mình ở thăm. Đặt lá chả đi bơ tới này luôn. Gần đụng con cái con kênh ngoài luôn nè. Xu ngồi xuống con à. Càng lớn tí xíu nó tập bơi. Gió mát quá. Này gió dữ rồi. Mưa không ta? Chuyển tỉnh hết rồi. Mưa chuyển nhiều. Chắc mưa quá. Này mưa xuống mình đặt ớt đảo luôn đó nha. Dạ. Mưa xuống thì ớt nhiều. Ớt đã mưa là ớt đầy dữ. Dạ, sáng sớm mình với bé Giang đi thăm mấy cái lợp mình đặt hôm qua nè. Xem coi có cá gì không nha. Ờ cái vỏ ai đậu. Đậu nó bung ra ngoài cái đường nước luôn rồi ta. Bung qua con kênh nè. Vỏ này chắc chở rau nhút quá.
cái chòi này thì cái trại này của em Trung cả nhà. Cái lần mình cũng có tới mấy lần đó, mình hái đậu bắp với mình vớt cá. Vỏ này chắc của em quá. Đây thì cái đường nó đi thẳng ra là ngoài cái hồ lớn, chạy thẳng ra sông Cái luôn, và sông Hậu tràn ở mấy cái lọ mình. Giấc này nước rộng, nó nhẹo, nó trên bờ luôn kìa kìa. Hôm qua thì mình đặt lúc ở dưới, bây giờ nó trên bờ luôn rồi. Rồi cái xà gì mình không biết có trôi không. Trời ơi, nhìn kìa. Kìa cái lọ như con cá. Cái lọ của mình kìa. Trời ơi, qua đặt nước lớn cái này nước rộng đó, nó không biết có cá không nữa, nó nổi lên luôn rồi. Biết có con nào không, nổi lên luôn. Dở dàng có kìa. Tôm ơi, qua đặt lúc ở dưới giấc đây, cái này nó bài lên luôn. Con này là con cá rô hả nhỉ? Nhổ mấy cây lên con, nhổ mấy cây lên. Đem kem con cá rô. con cá rô sâu, ngồi xuống con, im lặng. Cá rô mà, cá rô của mẹ. Cá rô, đó, được một con. Vậy là hôm nay có cá ăn rồi cả nhà ơi. Không, cái lò đầu tiên. Ủa, cái con này là con gì dữ rồi Tâm? Chưa để nhìn kỹ lên coi, có mấy con này là con gì ta? Ốc hả? Em mà. Ốc. Sâu, im lặng con. Ủa, nó sống không nè, ốc này ốc gì ta? Có mài không? Có mài nè, ốc sống nè. Ốc quắn hả? Ốc quắn hay gì á? Phải ốc quắn không? Đít nhọn quắt hả? Ốc quắn. Quắn đúng không? Ốc quắn. Ôi, nó bu đậy hết trơn nè. Cái này mà lớn chút nữa mình ra mình xúc gỗ luôn á. Đằng đó đó kìa. Ôi ôi, đen con luôn á. Hết sức nhiều rồi. Này ốc quắn chứ không phải, chắc không phải ốc bu vàng đâu. Ốc quắn. Ừ. Đây nữa nè, chàng ở nó bụi kìa, hồi ôi. Tới mờ hay gì? Nó trắng giả luôn kìa. Với mấy cái hàng nhỏ nhỏ này nè, là mấy hàng nhỏ nhỏ này Giang. Mấy hàng này là có lươn với lịch chấm nè. Mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này là lươn lịch. Còn hàng bự bự thì cua. Chàng ơi, quá chàng nhiều ốc luôn rồi. Bữa nào mình ra đây mình thục mấy hàng này thử coi có không. Hàng quá chàng hàng luôn kìa, mấy hàng bự bự nữa kìa. Cái này chắc có cua hả? Mùa này thì cua hơi chắc hơi hiếm. Mùa này là mùa lịch với lươn. Lịch là nhiều. Mấy cái lỗ này hình như lỗ lịch không nè. Nè, đây nè cả nhà, mấy cái lỗ này là lỗ lịch nè nghe cả nhà. Lịch nó vô đây nó ở nè. Đó, nó vùi lỗ. Đây nhóc hết trơn nữa nè. Trời ơi cô. Đây nè, Giang thấy không? Nè, cái lỗ này là lỗ lịch nó ở nè. Nhóc hết trơn nguyên cái bờ đê này luôn nè. Sâu, ngồi xuống con hà. Rồi cái này nó cũng bài lên bờ luôn nè nè Giang ơi. Vớ tay con lấy nha. Dạ. Cái này nó cũng bài hết rồi. Cái này có không đây? Rồi. Mắc cạn, không có cái con nào luôn. Nhổ mấy cây lên. Vậy là cái này chết quốc hả? Không có một cân. Ê, mình hái rau muống này về luôn. Hái rau muống này mình về ăn luôn, khỏi đi chợ. Muống non èo nè. Một cái là xong. Cái gì ơi, cái lợp. Đó, mấy cái đọng non nó vàng, hái đi vàng. Đợi nón lên xua à. Nón cho mình đợi. Nón mẹ có để cái con đó. Tôi muốn non quá, mình thấy mình hái luôn cả nhà. Ồ, đây nè. Mấy cái đọt này nè Giang ơi, nhìn nè. Nó đẹp như gái 18 vậy đó Giang. Chói hái luôn đi. Này về nấu canh chua mình bóp gỏi ăn cũng ngon. Tám thích nhất là bây giờ cho muốn này bóp gỏi, cái mình hái nấm bông điện điện á. Trộn vô. Ăn hết nồi cơm luôn á. Sáng không mưa sớm rồi ta.
hổm gài mấy ngày liên tục mưa hoài đây. Bình mẹ ơi. Chưa. Bình kìa. Để mẹ gió mưa hái hai cái đọt này. Hai đọt này nóng heo. Xu ơi, dầm nó đâm tay đó Xu. Nó đâm vô Xu ngồi đàng hoàng đi con. Hùng quá cháy. Ủa cái sợi dây mình đặt chỗ nào ta? Chìm ra. Trời ơi nó ngã rồi kìa. Cái sợi dây mình nó ngã luôn rồi kìa. Hên là nó không bị trôi á. Chắc này mưa lớn quá cả nhà ơi. Mưa hơi lớn rồi. Nghiệt gì à? Mấy cái lò? Cái sợi dây với cái lò nữa phải không? Ồ nó ngã. Thấy chưa? Ủa. Được hai con. Ủa. Hai cá rô. Mẹ có ốc kìa. Cái này dính cái rô không ta? Mẹ không có lấy ốc. Cá này nhìn nó uống luôn. Giết gì giết gì, mưa rồi, mưa lớn rồi, mưa lớn rồi, giết gì à. Mưa lớn rồi mẹ ơi, chạy thân theo cái trường. Ca cây Su, mưa lớn lên đi, ai buồn biết liền á Su. Bầm. Su. Khác hả? Vậy con. Con biết khác, con biết khác tới mà. Ừ, hát mẹ nghe ơi. Con đi chạy. Hát cho mẹ nghe coi. Lẹ đi, mưa tới rồi kìa. Còn một cái cuối cùng nha cả nhà. Cái nào nó cũng nằm trên cạn hết. Quá. Được một con nữa nè. Con nhận. Con mắc cá. Ca Su, ca bé chúc bài. Bé chúc bài. Khá thuộc. Ca lớn lên mẹ mới nghe. Quay cái mũi là dễ bơi. Rồi xong hết rồi cả nhà ơi, mình về thôi. Về nấu cơm thôi. Ơi. Được mấy con cá rô rồi. Được 4 con cá rô. 4 con hả? Su văn nước. Văn chơi nè. Này bữa nay nó không dính cá rô phi ha. Cá rô phi hôm bữa chết hết rồi. Ừ, cái này cái gì vậy ta ơi? Cái hàng gì? Ây da. Cắt cỏ. Cái này chắc có hồn trường quá. Trường cắt cỏ nè. Bỏ lên cái xuồng chở về nha. Chị Giang. Ừ? Mấy con cá rồi? 4 con cá rồi. 4 con cá hả? Ừ. Chào kem kem. Trời ơi mới có ba lớn hả? Đi theo ba cắt cỏ rồi nhìn kìa. Ôi mới cái đã không? Rồi cái thằng nhóc đó con ai rồi bo? Con ông Sáu nào? Sáu Gửi. Ờ, con của ông Chính Gửi hả? Thấy thằng này lạ quá à, bộ ở Bình Dương mới về hả? Tôi có đâu ở trên ngoại. Vậy hả? Ờ, rồi cắt cỏ xong chưa? Chưa. Mới bà lớn giỏi hết sức. Ngày nghỉ cũng đi theo bà cắt cỏ. Bo đó hình như. Bo con học lớp mấy bo? Học lớp 2 rồi. Mới lớp 2 hả? Hai tướng đã u nu. Mẹ ơi. Về con. Anh bo đó. Trời chưa? Chưa, gần tới nhà trời chứ chưa tới. Ở nhà trời mà luôn vậy. Như nhà. Ừ, thì cái trời của Su. Cái trời của con đúng không mẹ? Cảm ơn. Được không? Con cầm hai cá đi. Nè. Còn cá nãy tắm dục lên rồi đúng không? Tới buổi. Đâu mình cái bốn cá mà tới nhà cả nhà ơi.
Rồi lấy thao chút rồi đi con. Này mình chút đường nè đó. Nè, nó có cái ấy đó. Ừ, ấy ra. Còn cái này hình như chút đầu này. Ủa. Cái này nó hơi chặt. Tét nó ra. Rồi, xuống rồi. Giống như là công viên nước vậy đó. Thôi, chạy đi cái thở chút nó ra luôn. Đây nè, cái này nè. Mở ra. Có sợi dây đây nè. Đâu rồi? Rồi. Wow. Được 4 tên. Hết hả? Hết rồi. Cái đó không có. Cái đó nó bị mất cạn. Rồi được rồi. Như rồi. Thôi bây giờ mình mặn mình chuẩn bị nấu cơm thôi. Vậy. Mẹ cho mẹ bắt có ốc mẹ ăn có bắt có ốc mẹ. Ốc nó chạy vô cái lờ. Yeah. Cho nên là mẹ mới lấy ra, hiểu không? Rồi, mấy cái này dẹp được lên. Buồn dây treo lên văng ơi. Dạ. Treo dây chỗ cây gáo đó. Cho mượn có ốc chút xíu coi. Dơ. Dơ đó, gửi tay đi. Để được 2 con ốc luôn hả? Ừ. Gửi tay đi con. Xuống nới ga, nới ga. Ừ, đi chơi đi. Thăm ba cái sợi dây với cái lờ nè cả nhà ơi. Do đợi mấy bé về nó hơi tối với lúc chiều mưa đó nên mình không có nấu ăn được. Giờ nấu hơi trễ. Cái thù luôn à. Ăn xong rồi tới vô nhà cái tới giờ đi ngủ luôn ha mấy đứa. Tắm rửa xong đi ngủ luôn. Ừ. Này mình ướp gốc hành với ớt vô với gia vị rồi vô cho nó thấm cá rồi tí xíu mình sẽ kho. Ui nhìn bắp cải trắng nó thèm chứ. Ít ít thôi nha, tối rồi. Này mình ăn có buổi chiều không à? Ủa cái gì ai làm gì mà gung kính nhà chứ? Đụng vậy? Hai đôi giỏng. Đưa giống vậy. Đưa giống vậy mà gung ginh luôn à. Để nước lột ra cho nó mỏng mỏng nó mau chín. Mấy đứa nhỏ nó cũng ham vui, nó đi theo mình ra đây. Tới giờ luôn. Ừ. Chị lộn đó chị ơi. Nước muối á. Rồi khi thế. Được rồi, được rồi, chiêu được rồi. Lấy kéo cắt cho con, cắt cho miếng bằng bằng miếng miếng nhỏ nè. Đây cắt. Rửa xong đây rồi lấy nước sạch rửa lại cái nữa. Cắt đâu ra được rồi. Cái luồng nước mình là sắp hết nước. Nhẹ 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 nhẹ. Ôi, đứa nào làm gì cũng kinh chứ hả? Sạp. Đứa nào làm gì vậy? Mà có ai đụng gì không? Nó dựa vô cái rào. Vậy hả? Đừng, dựa. Đừng có ấy con, nó cũng ginh cái chạy á. Thấy hù rồi sao mấy đứa không chịu vô đi? Đợi vô chung á. Sợ má hả? Sợ má. Sợ má không dám vô hả? Cho mấy đứa. Hôm nào giờ này mấy đứa cũng đói nhiều nhiều đi. Mấy đứa nó ham mồi đó. Ham mồi đó. Cá chín rồi cả nhà. Giờ mình ra mình lấy bắp cải nè, sớm rửa rồi. Ủa chứ nước mắm tôi đâu?
Giang mắm còn đâu? Gấp giang khác. Gấp nước tương chấm đi. Thôi đại còn chén nữa rồi. Chấm nguyên chén được không? Gì vậy? Chấm cải. Tối quá rồi, bắp cải mình tính là luộc. Nà, giờ trễ quá thôi, bây giờ mình chấm nước cá ăn sống nha cả nhà ơi. Cá thì mình kho kho tiêu, kho béo rồi luôn rồi. À, mình mời ông bà cô chú anh chị nha, các bạn dùng bữa cơm với nhóm mình ở ngoài đồng nha. Gấp riêng cho 8 miếng đi. Đâu rồi? Gì con? Gấp riêng cho 8 miếng. Có viên cái cho 8 không? Không, không, mấy đứa ăn trước đi, tắm đút cơm xua xong rồi tắm ăn sao? Hả rồi con? Chào cháu. Mấy đứa nhỏ nào ra đây ba mẹ biết không? Biết hết đúng không? Ừ. Để tối đi rồi đi, đi, đi kiếm đỏ hết trời, đỏ trời vậy. Đừng ba mốt đi đâu rồi mình phải hỏi cha hỏi mẹ nghe, mình mới đi. Ủa dạ, con gì vậy ta ơi? Tại vì con kiến cánh thì sao á? Ba quá ba. Mưa rồi kiến cánh luôn. Chắc vậy quá. Vợ chồng heo chúng ta hôm nay sẽ dạy cho các con của chúng ta một bài học cho các con của chúng ta được trưởng thành hơn. Ngăn ăn cá múc cá ra con. Con cần phải tự làm cho con, hôm nay đã chuẩn bị cho mỗi đứa một ba đồ. À, bây giờ chắc này chắc đói bụng lên hả? Sống tối vậy ở, trong này có để ăn gì vậy? Có khi nào về nhà ăn nữa không mấy đứa nè? Không ăn về là về ngủ luôn đó phải không? Tụi con biết rồi. Ủa ngày nay ngày chủ nhật nghỉ mà sao không học bài? Không được, các con đã lớn rồi. Sợ bài hả? À. Mấy con chi. Kệ nó con, nó không có cắn. Dạ. Đi thôi, đi thôi các em ơi. Chúng ta vào trong rừng kiếm cây làm nhà đi. Nè, việc đầu tiên của chúng ta đó là làm nhà, nếu không trời mưa sẽ bị ướt đó. Con dạ. Ăn cơm. Giờ chúng ta sẽ làm. Không ăn cơm nữa hả? Ừ, ăn cái gì thôi. Rồi mấy đứa ăn no chưa? Chưa hết rồi ạ. Thôi để tắm chào cả nhà đi ha. Cũng tối rồi. Nãy mình ăn xong giết còn gì à? Cái hùi không thấy đường nữa. Cái hùi luôn. Nhưng mà có đem hai cái đèn theo. Video của mình ở đây cũng hết rồi cả nhà ơi. Mình chân thành cảm ơn ông bà cô chú nha và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video của mình. Mình xin chúc cả nhà cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp với gia đình nha. Mình xin chào cả nhà. Hẹn gặp cả nhà trong video lần sau nha. Bye bye.